Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay mình sẽ giới thiệu các một chiếc xe đến từ thương hiệu của Gian XTC 800, về rất nhiều tại xưởng em. Và hôm nay em về là một chiếc màu trắng các bác nhé. Và hôm nay có hai chiếc, một chiếc size M và một chiếc size S, đều màu trắng các bác nhé. Đây là một cặp về mới nhất tại cửa hàng bên em đây. Vâng, cấu hình tương đương và độ mới tương đương quá nhé. Một cặp size M và size S. Size S sẽ phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m gần 1m7. Còn size M sẽ trên 1m7 các bác đi vừa các bác nhé. Còn bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Gian XTC 800, màu đen trắng. Em đánh giá là về dòng mẫu XTC 800 thì màu này màu đẹp nhất. Nhiều bác đã hỏi em về những chiếc xe địa hình Gian XTC 800 màu trắng. Hôm nay em về hai chiếc, chiếc size S, chiếc size M để các bác lựa chọn. Vẫn là bộ vành của 27,5. Sẽ đưa qua hình thức. Hai chiếc cấu hình đều DOG và độ mới tương đương các bác nhé. Nhưng em chỉ review chiếc size M các bác thôi. Là dây em sườn cao cấp đây, dây đi xe đi dây em sườn, cọc yên và yên, khóa yên nguyên zin của hãng Gian, Gian hết các bác nhé. Đồng bộ xe. Nói về Gian thì nói về bộ công nghệ làm khung Aluix, và đây là Aluix SL Superline siêu nhẹ các bác nhé. Công nghệ Aluix thì nổi tiếng rồi, cho bộ khung siêu nhẹ và bền. 275 là tương trưng cho bộ vành 275, cỡ vành phiên bản 275. Cả hai xe lần này về vẫn giữ được bộ lốp zin của hãng Gian các bác nhé. Lốp zin theo xe luôn, 275 x 2.0, cỡ lốp là 2.0, to hơn cỡ vành 26, nhìn khỏe hơn. Và củ đề của Shimano DOG, 10 tốc độ tầng lít đây, 10 tầng lít, 10 tốc độ. Và bộ vành Mavic, vành Mavic các bác nhé. Mayer thì của Shimano. Số vết bụi bẩn này em lau đi sẽ hết. Bên tay phải một đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng của hãng Gian, nguyên zin theo xe. Có thể thấy chữ Gian các bác nhé, trục rỗng. Phía bên đây phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Tay nắm cao su của Gian luôn các bác nhé. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Xe lại toàn đồ zin thôi, chưa thay thế bất cứ cái gì cả. Sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG. DOG 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa. Cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Và bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Sẽ được trang bị khóa sóc hành trình trên tay, giúp các bác leo núi đổ đèo không phải cúi xuống để khóa sóc nữa. Mà trên tay đã có những nút bấm cho các bác mở khóa đây. Đấy, đóng mở khóa trên tay luôn. Vành trước 2.75 Mavic, đồng bộ theo xe các bác nhé. Phần trước sau đồng bộ, giảm sóc của hãng Gian. Gian ở đây chiếc xe size S các bác nhé. Em sẽ lướt qua chiếc xe size S.
tất cả đồ đều như xe size M thôi. Size S sẽ phù hợp các bác từ 1m6 đến gần 1m7 đi với cái xe này. Đồ như size M. Lốp đây. Lốp Giang. Vành Mavic. Vâng, bây giờ sẽ đi đo size trước size M này. Size đứng và ngang. Xe size 46 các bác nhé. Ngang là 55. Từ 1m67 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Cái size M của hãng Giang. Xe trang bị với 10 tầng lít và củ đề của Shimano DOJ. Đèn lít. Xuống lít. Củ đề của DOJ các bác nhé. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng của Gian và gạt đĩa của DOJ. Xuống đĩa, lên đĩa. Bê đan của Gian các bác nhé. Zin cho xe. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XTC800 của dòng Mountain Bike của hãng Gian và sử dụng cấu hình của DOJ, và hôm nay em về là một chiếc size M và một chiếc xe S các bác nhé. Size S phù hợp các bác từ 1m6 đến dưới 1m7, còn size M phù hợp các bác từ 1m67 đến 1m75. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại cửa nghe. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.